Chào các bạn, hôm nay mình trở lại đi câu cá Alos ở Rivière des Prairies tại Saint-Trans-Pinneuf. Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens pêcher des Alos à Rivière des Prairies au Saint-Trans-Pinneuf. Voici la plage qu'on pêche. Il y a beaucoup de pêcheurs dans la rivière. Đây là chỗ mình câu lúc mình tới. Các cần thủ đã đứng đầy ở dưới nước. Je descends dans la rivière et me mets à la fin de la ligne des pêcheurs. Mình xuống đứng câu và mình đứng ở cuối hàng của những cần thủ. Fish on. Mình dính con cá Alos đầu tiên. J'ai pris ma première Alos de la journée. Fish on. Mình dính con Alos thứ nhì. J'ai pris ma deuxième Alos.
Le pêcheur à côté de moi en train de sortir son alos. Cần thủ bên cạnh mình đang kéo con alos của ông ta lên. Le pêcheur à côté de moi en train de sortir son alos. Cần thủ bên cạnh mình đang kéo con alos của ông ta lên. Fishon, mình dính thêm được một con alose nữa. J'ai encore pris une autre alose. Mon voisin a pris une alose. Cần thủ bên cạnh mình dính được một con alose. Trời đã trưa, thôi mình đi về đây. Il est midi, c'est le temps de partir.